tàu à, đi ăn trước đi. Lẩu cá hả? Còn không ăn chắc sao? Ủa, hay thiệt. Ủa, nó chạy sao mà không thấy anh đó? Anh ngon nha. Tại anh bớt thôi. Quên, ông chủ tới kìa. Ông chủ. Quên gì khác vậy? Đừng mất dịp kia kìa lại đua xe nữa, rảnh rỗi tới chơi nữa nha. À được, thưởng cho anh nè. Cảm ơn. Cảm ơn. Quê, lúc nãy nó tới đâu rồi? Thằng đậu xe, đừng có làm phách. Nếu có giỏi, thì qua Ma Cao đua vòng đi. Đừng có nói nhiều nữa, đưa tiền cái đã. Alo, anh cũng khá chứ bộ, chạy được hàng gì? Kéo nó lên. Chết rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Không có tiền trả đánh cho mày chết luôn. Tẩy à, Tẩy, Tẩy, làm gì đó hả? Vừa phải thôi nha. Tẩy, anh Dương, không cần chơi gì chứ. Mày là thằng nào? Nói chuyện với tao vậy hả? Đồ chó chết. Muốn đánh chết người sao? Đừng lộn xộn nha. Mắc nợ anh hai tao không trả. Đồng lúc cắn lại dạy dạy cho nó rồi. Không có tiền dám tới đây chơi hả? Biết chết hay không? Đừng. Đừng đá đầu tôi. Xin lỗi anh Dương. Nói thiếu bao nhiêu vậy? Không nhiều đâu. 50 ngàn thôi. Cái gì? Tôi chỉ thua 30 ngàn thôi. Khỏi trả lời hả? Đồ cà chứ. Ai cũng như mày món nợ không chịu trả, tao ăn cái gì? Anh Dương, có 30 ngàn ở đây cầm để xài đi. 20 ngàn còn lại vài hôm nữa có chết tôi cũng trả cho anh mà. Anh Dương, hãy nể tình một lần đi. Tới đâu tôi cũng làm gì cho anh Khôi. Đem giờ Khôi ra hù tao hả? Tao còn đến Dương Pha, chết chứ mày. Bây giờ còn biết đâu, sáng mai là hết ngày. Chết tôi rồi. Không có tiền thì đừng hòng đem người về. Đi ăn cướp đi mày. Thằng đậu xe. Mẹ mày. Còn là bộ nữa hả? Đứng im. Quê, đừng có làm ổn nha. Ổn nha. Quê, đi. Thả anh ra đi. Thả ra, thả ra, thả ra. Quê, đừng có làm ổn. Quê, quê, quê. Đừng có tới nha. Thế à, đừng có tới gì. Bao lên. Đi, đứng đây. Nè, đừng có tới nha. Đừng có tới. Đừng có tới. Đứng lại đi, đứng lại nha. Quê ra đi. Lộn thì qua đi. Đừng có qua đi. Đừng có tới nha. Đừng có tới. Đừng có tới. Đứng lại. Quay ra. Cái thằng chó chết. Mày mà ra khỏi khu quán chảy tao chặt đầu xuống cho mày. Anh Dương, tôi dẫn thằng Tỷ về trước. 30 ngàn ở đây trả cho anh, 20 ngàn còn lại mai mốt thì trả cho anh mà. Quay đâu đi. Đứng tới. Đứng tới đi. Đứng lại. Quay đâu. Đứng lại. Dẹp đá đầu to hả? Chạy đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Quay lại. Đứng lại. Xuống xe đi. Xuống xe. Mấy người làm cái gì đây? Mấy người làm cái gì đây? Trả xe lại cho tôi. Dạ, trả xe lại cho tôi. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Trả xe lại đi. Trả xe lại cho tôi. Hồi yên đi. 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 Trả xe lại đây không? Hồi yên đi. Hồi yên. Dừng lại. Chết chết. Hồi yên. Hồi yên đi mà. Hồi yên đi. Nghe không? Tỷ à? Ông đi rồi hả? Con quỷ cái. Quỷ, con quỷ cái. Khánh à, chuyện gì đó? Miu miu kìa. Mèo mèo.
Dẹp đi, đi vô kiếm thầy thuốc. Tối ngày không tại mày. Ê, ê, ê. Nằm yên đi. Mạnh tay quá nha. Để đi. Không phải rồi gì vậy? Thằng cha này nè, nói không có tiền đừng bày đặt cờ bạc, còn mắc nợ tiền nữa chứ. Xém chút là hại cả làng rồi. Đâu có ngờ chứ. Thua rồi tính đi về. Nhưng mà họ cho mượn không, không lẽ không mượn. Tưởng đâu có thể gỡ lại mà. Lại là vậy à? Mày đâu phải là lần đầu, tao còn tính trả thù cho mày nữa. Từ nhỏ tới lớn có lần nào không phải tại mày bỏ hại đâu. Lúc có tiền thì không có tiền, cái này cái nọ, làm sao? Tao nha, bị người ta đánh đến nỗi như vậy, còn ở đó chửi nữa. Vậy mà nói là anh em, chó chết, dẹp đi. Chết đi mày, đừng có đáng đời mà. Đáng đời mày mà. Ê, đừng có làm bộ nữa, kéo hơi đi. Nói rồi cũng gì à? Khánh à, mà kệ nó. Bây giờ mình hãy tìm cách trả này cho người ta thì hay hơn. Mày cũng thiệt tình, phải biết rõ hoàn cảnh chứ. Con người của Tần Dương như thế nào, đâu phải mày không biết. Nói làm sao cũng thôi cho nó thôi. Đừng có cờ bạc nữa nha. Ráng nhịn nha. Nóng quá đi, nóng quá đi. Nóng quá. Ráng nhịn đi, sáng mai tới đó thì một lần nữa là khỏe ngay. Ngồi dậy. Ừ. Đừng có nói lại đã. Quê, con nhỏ nãy là gì? Thiệt là ba trượng. Ê, có chịu nổi không mày? Cũng toàn là nhờ cổ mình mới được thoát thân. Không tệ đâu, cũng dễ thương lắm. Cổ tên là Miêu. Ê, mày biết tên người ta sao? Tao coi hình của cổ mà. Muốn biết mặt sao không kêu nó giới thiệu? Quê, dễ thương thì sao? Đúng. Nói tới chuyện phỉnh gái hai anh em tụi bay đâu có bằng thằng mắc dịch này. Nó cũng đúng. Coi cái mặt chết dịch của mày kìa. Hễ gặp con gái thì đái trong quần rồi. Ở đó phỉnh gái. Được rồi, được rồi. Ngày đầu tiên tôi quen với con em thôi. Thì tôi với nó đã lên giường đớp rồi đó. Nói chơi đó hả? Nè, nghe nói con em ốm như là con khỉ. Người ta làm gái kìa biết không? Là đĩ đó. Hay à, cho đĩ chơi kìa. Dạ đĩ cái gì? Tụi bay chơi đĩ à? Chơi quay cả cũng chơi cho nổi à. Chơi không đây hả? Ổn quá. Chơi không đây hả? Chơi dễ đi mày. Đừng giỡn, đừng giỡn nữa. Quay quay quay, đánh nó đi. Đánh nó đi. Đây. Quay. Quay à. Anh đi, anh đi, qua bển đi. Đúng rồi. Được, được, được. Đi, đi. Hey, đánh cho. Ôi, đẹp quá vậy. Hey, hi. Hello. 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 Dạ. Thì sao nó tốt quá vậy? Nè nhảy đi hả? Nhảy tiếp đi. Nè, nó. Hai. Hai. Tránh ra. Hello, Brian. Mình đi. Hai. Hai. Nè, có kỹ cũng được lắm chứ. Dịp lép à? Dịp lép ăn thua tới tụi bay chứ. Người ta là hoa hậu, không có phần của tụi bay đâu. Không có phần của mày đâu. Nếu tao mà có tiền, thiếu gì là gái đã bổ tới. Giỡn chơi. Có tiền cũng không đưa cho mấy con nhỏ đâu. Phải bắt tụi nó làm cho mình chứ. Đúng không anh Khánh? À đúng rồi. Mày nói với nó mất công thôi. Nó mà có tiền đó hả? Thì đi mua xe hơi ngay. Phải không? Còn gì nữa? Tấm chiếc xe đua qua Macau. Đua một vòng cho bà con coi chơi. Rồi đổi thêm một chiếc xe NSS cho biết mạnh. Tao thì không đâu nha. Tao mà có tiền hả? Tao mua nhà gần biển. Ở chung với bà già tao. Như vậy đã sao? Mày mà biết hiếu à? Ôi, à, cả ly, cả ly đi. Cả ly. Quay, quay, quay. Con nhỏ kia được lắm chứ hả? Hai người đẹp. Quay, thằng trả lê kìa. Không phải định kiếm chuyện chứ hả? Ít thấy cô xuống chơi đó. Người ta tán gái đâu ăn thua tụi bay. Không phải đâu. Nó tán con nhỏ tao muốn phỉnh đó kìa. Có gan gì à? Ê, hey, người đẹp. Mày giúp đỡ tao. Quay, quay tâm sự hả? Vậy tâm sự bà già mày đi. Cái thằng chó chết này. Quê ăn quá phỉnh gái của tao hả? Không biết chết à? Quê xin được được quá đi nha. Đâu rồi mày? Đi qua làm quen đi. Con không sao chứ? Không có gì, cảm ơn anh. Hai cái thằng đó muốn gì? Tôi đâu có quen họ. Hồi nãy tôi đang đứng ở đây nhảy nhờ. Ẩu tại gì à? Tôi nắm tay tôi. Tony à, mình về. Ê nè nè nè, về nhanh như vậy sao? Người ta vừa muốn giúp mình mà. Về đi, mất công bị người ta chém chết đó. Ôi, ôi, à. Hôm kia thành thật xin lỗi nha, là lỗi chúng tôi. Hôm kia lúc mà cô xuống xe làm rớt cuốn album, chờ cô hôm nào trả cho cô nha hả? Đúng lúc có vậy, nó làm mất xúc hình đời sống đời chết đó. Nè. Ok, như chừng nào? Hay là ngày mai nha, tôi đẩy cô ăn cơm coi như là xin lỗi. Được, mình đi. Bye bye. Wait, ok rồi. Đã lấy số điện thoại rồi sao? Quên, chưa hỏi số điện thoại à? Mày không hỏi à? Đi. Quên. Cà chướng. Cà chướng thiệt.
thật là quá đáng. Còn nói là trả hình cho tôi. Thôi bỏ đi, coi như là một bữa cơm thường thôi. Hôm nay thì hên quá. Sao kỳ cục vậy, giá là con cũng ăn hết. Lại ăn nhớ hả? Có gian không đi hả? Mày đây, nói nhiều lắm vậy. Đánh vào này đi. Đây đánh vào nào đi. Nè, hai cô đó là ai vậy? Coi cũng được lắm chứ. À, có lẽ là bạn của thằng Khánh. À, để tôi qua đó hỏi thăm tụi nó vài câu nha hả? À được. À, coi cũng được chứ. À nè, xin lỗi, thằng Khánh nó còn chưa tới. Hai cô đói bụng thì cứ kêu mẹ ăn trước đi nha. Vậy không cần đâu. Không cần cái xá đâu bác. Ê kìa, nó tới rồi kìa. Kìa kìa. Chào anh Khánh. Hello. Ai? Anh Khánh. Là đến mà trượt hả? Ê, sao tới trễ quá vậy? Hai cô này chờ con lâu lắm rồi đó. Thôi, thưa má. Chúc má phước như đồng hải, tọ tựa năm sơ. Sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Ngoan, mau tiếp hai cô bạn của tụi con đi. Chắc là họ chứ gì, người nhà mà. Sao, má có vui không? Vui lắm. Trả lại cho cô nè. Hình ở trong đó tôi không có coi đâu. Anh Khánh à, coi món gì ăn đây? Có phải như mọi năm không? Cơm phần chung vui, 1338, vừa rẻ vừa ngon. Không được, không được đâu. Làm sao bưng ra được cho thiên hạ coi? Mỗi bàn đặt giùm cho tôi một chén cô. Dạ được, còn món gì đặc biệt không? Có bào ngư tâm đầu không? Xin lỗi nha anh Khánh, bào ngư tâm đầu thì không có, 20 đầu đi. 20 thì 20. Nè, làm giùm cho tôi một nồi di cá thiệt lớn, một con cá tươi. Còn là anh quyết định giùm tôi. À nè, má thích ăn heo sữa lắm đó. Quay giùm cho tôi một con heo sữa thiệt lớn. Vậy đi nha. Dạ anh Khánh. Quay nhanh tay nha. Làm cho con nha. Quay, cho mời anh coi đi. Nhiều chuyện đến đủ chưa? Anh Khánh à, qua nói chuyện nè. Tới lâu rồi hả? Dạ phải, anh đi đâu vậy? Hồi nãy có chút chuyện, làm xong mới tới. Họ tới lâu lắm rồi. Hai người ngồi đây nói chuyện nha, má qua bên kia chút. Đói bụng không? Muốn ăn gì? Cái gì cũng được, gọi đi. Mì xào có chịu không? Anh Khánh à, tỉnh gái có cần nặng vốn gì không hả? Có đủ tiền hay không đây? Cái đám tụi bay vừa uống vừa ăn lại không có chịu đưa tiền. Muốn gì hả? Ăn chùa à? Mày biết tụi nó mỗi người hùng 2,000 đi. Tao sợ tụi nó 100 cũng không có nữa kìa. Alo. Alo. Mày lo cho xong đi nha. Alo. Alo. Qua hỏi anh Khôi có không? Mượn ảnh đi hả? Nè. Yeah. Sao kỳ cục vậy? Mà tôi quen với má của anh lắm mà sao kêu tôi tới chúc mừng sinh nhật cho má của anh? Bà già của tôi cứ muốn tôi quen một cô gái đàng hoàng. Cô hết sức là đàng hoàng rồi. Nè hãy giúp tôi đi, làm cho bà vui. Má là má của anh chứ không phải là má của tôi. Ăn tôi gì tới tôi. Vô đi. Chết rồi, đang đến đài. Đã tới rồi chứ cũng phải nói thôi. Mày nói nha. Hả? Tao nói. Anh Khôi. Anh Khôi. Thất đồng. Nè. Làm gì vậy? Anh làm gì đây? Ăn tiền thôi. Thầy cái này không làm gì cũng vậy. Còn làm bộ kìa. Anh đi à, không chơi nữa hả? Cấm không được khiếu nại nha. Cho kỳ vậy cho nổi. Wow, anh Khôi hôm nay thì là hên quá ha. Em chưa có hề thấy ai ăn nhiều như anh đó. Đúng rồi, anh Khôi à, ăn không ít đó nha. Cái miệng ngọt xớt, muốn cái gì thì nói đi. Không, anh Khánh bày tiệc chúc mừng sinh nhật cho bà già ảnh. Còn thêm chút đỉnh, anh Khôi hùng thêm chút đỉnh là đủ. Ê, nói chơi với tao hả? Là bà già nó sinh nhật thôi, ăn thua gì tới tao. Hùng một phần hả? Thôi dẹp đi mày. Anh Khôi à, làm ơn làm phước cho mượn 20,000 đi. Hôm khác sẽ trả cho anh mà. Đúng rồi anh Khôi, ăn biết bao nhiêu tiền, giúp đỡ là em đi. Nè, đúng rồi. Tối nay thằng Hùng muốn chở 10 chiếc xe vào Hoa Lục. Bây giờ còn thiếu một chiếc. Nè, đừng nói ta không cho tụi bay. Kho hàng ở kế bên vừa có một chiếc. Tụi bay lo xong rồi,
ta sẽ cho tụi bay 60 ngàn. Nè, không cần trả đâu. Chiếc xe đó đáng giá cả 100 ngàn đó. Ê, cái thằng chó chết này, vậy là nó toàn bớt chứ gì. Nó chơi thôi mà anh Khôi. Chơi không nghĩ vậy mà vậy? Kho hàng kế bên là của thằng Dương. Nó mà biết được là khó sống lắm. Đúng rồi. Cái gì? Mày nói chơi hả? Đã nói là đi ăn cắp thì ai mà biết chứ. Cho dù là biết, không lẽ tao giải quyết không nổi sao? Ê, tụi bay suy nghĩ kỹ đi. Anh nhớ bảo đảm sao? Uầy, ăn cắp xe của thằng Dương trả nợ cho nó, làm được chứ? Tính tiền tiền thì 20 ngàn, còn trả nợ cho thằng Dương nữa. Đúng rồi. Vậy là còn dư 20 ngàn, còn dư tiền chơi nữa. Ừ. Cái gì? Ý, ngu như bò. À, ăn được đừng có bỏ uống nha. Có chè đậu đỏ này, có ăn nữa không? Khánh à. Nè, thằng Phỉ và thằng Phong đi tới bây giờ làm chuyện gì chứ? Giờ này cũng chưa tới. Gì sao? Nè, thiệt là nực quá. Phải rồi Khánh à, 11 giờ rồi kìa, còn chưa có tính tiền người ta đóng cửa đó. À, còn lâu mới đóng cửa. Anh Khánh à, tới giờ đóng cửa rồi, tính tiền nha. Hả? Tôi có bị em tính tiền sao? Dạ không, tới giờ đóng cửa. Đóng cửa? Không muốn làm ăn sao? Hả? Coi kỹ giùm tao, có ăn nữa không? À không. Ăn thêm chén nữa nha. Quên, mình có ăn cá sao? Cá hả? À, có. Ờ, xin lỗi, nãy giờ tôi đi cầu. Cái gì đây? Heo sữa nguyên con. Hả? Heo sữa? Món nãy giờ gọi là heo sữa à? Dạ phải. Lòng gan phải hỏi đâu? Mấy giờ rồi? Còn sớm mà. Ăn là ăn cá, ăn là ăn cua. Hãy mau bưng lòng gan phè phổi ra đi. À, anh Khánh, mau bưng ra đi, muốn trang trí là phải không? Bao nhiêu vậy? Phiền quá. Nhà, sao hai cháu về trễ quá vậy? Hai cháu chưa có ăn cái gì chứ gì? Thôi khỏi đi, ăn cái bánh bao đỡ đã. Nè, khỏi tới. Cảm ơn. Vậy, chờ gái cho tao nha. Tôi còn có chuyện. Mặc kệ nó đi. Tôi còn về ngay nha. Được. Hả? Lát vậy má tao về nha. Được. Quê, bây giờ còn sớm, hay là xuống disco chơi nha. Hay lắm. Nè, xuống karaoke hát cho vui nha. À, đi không? Tôi đi nữa. Chịu không? Đi hát cho vui nha. Thôi, tôi không đi đâu, tôi đi xong. Lại còn ai nữa hả? Hai anh cũng tán gái vậy. Ú, sang phía năm. Nếu mà lúc nãy tôi lái chiếc NSS, khẳng định chạy hơn chiếc Ferrari. Thậm chí còn đoạt giải nữa kìa. Ủa, nghe thấy vậy, ủa đi. Nãy giờ anh lái nhanh như vậy, bộ muốn là người ta chết hay sao? Vậy lúc nãy ngồi trên xe có thấy sướng không? Hay là hát bài này nha. Hát chung với cô nha. 5, 10, 15, tới phiên cô đó. Người ta cứ ôm chặt cái bóp vậy, nhiều tiền lắm sao? Ui, chán quá đi. Chơi chung đi. Anh thì chán thôi, nhưng mà chúng tôi thấy vui vậy lắm. Tôi có một bài hát này cho mấy người đoán nha. Nếu mấy người đoán trúng đó, tôi sẽ uống cạn 2 ly. Nếu mấy người đoán không trúng đó, thì mọi người uống cả 1 ly. Ok, nói đi. Đúng rồi, nói đi. Thỉ mũi trong ly không uống được. Đố đem một bài hát gồm 5 chữ. Trái tim rượu màu hồng. Nhắc sơ sơ đi. Cũng được. Một trong tứ đại thiên dương. Có biết đoán không? Tình trộm trong trạm xăng. Không phải đâu. Câu đáp chính là anh đó. Hay quá, nói đúng rồi. Vậy mà cũng biết được. Uống nè, đi. Ốp. Bọn con biết tụi mình nhận được đứa quà sao? Nhà anh uống giỏi như vậy hay là mình chơi tiếng ngầu nha? Tôi trước. Tôi để cô trước. Nắm. Thằng làng đứt rồi. Hay không? Hay không? Hay không? Chơi đi. Hay không? Nè, con làm đi. Uầy, làm gì vậy? Sao không vỗ tay? Wow, hát hay quá. Ờ, vậy mới được. Được cái chuyện đi. Đến. Uầy, sao không vỗ tay vậy? Vỗ tay kìa. Mặc kệ nó, chơi tiếp. Vỗ tay kìa, tại sao không vỗ tay? Nè, vỗ tay đi. Không vỗ hả? Chặt tay bây giờ. Không, đóng cửa. Tí, đừng có cho họ gọi điện thoại. Oh, my God.
theo, đi đi. Đưa thẻ căn cước đi, đưa đi. Đưa thẻ căn cước ra coi. Không à, ghi lại số căn cước của họ đi. Quay cũng không qua mày. Nè, đừng có lộn xộn nha. Hả? Xếp xong ghê chứ, đánh đẹp thiệt hả? Không những là xếp xong, còn đẹp trai nữa kìa. Nè, đón con có phải là cảnh sát hay không? Hay nếu như ảnh mà phỉnh tao thì sướng ghê. Số điện thoại kìa. 396-1986. Không gọi điện thoại cho bà già nữa. 396-1986. Alo, xin hỏi có tên Trung Hoa đó không? Không, tôi là bạn anh thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh uống sai, tôi muốn đưa về nhà thôi. Làm phiền cho tôi biết địa chỉ đi hả? Tại góc chỉ, đường tắt phát số 23A. Dù tối nay tôi bỏ qua đi nha. Hôm khác là chơi đừng có cà chớn ha. Không phải uống sai là làm cha đâu. Dạ. Mình về. Tôi hết chuyện rồi, thằng Tư, thằng Hai đâu? Mà tôi chọn bàn ghế đi. Để tôi xếp giùm cho. Tại sao phải ghi số điện thoại của họ chứ? Ghi lại số căn cứ của họ, đừng có để cho họ trả thù. Có trả thù cũng biết là ai chứ. Chứ không đó mà. Họ chơi xấu nhưng anh cũng không cần đánh đập họ như vậy chứ. Đi với mấy anh không có thấy an toàn chút nào hết. Cái gì? Họ không đúng trước tôi. Đi với tôi mà không có cảm giác an toàn à? Nếu mà không có nhờ tôi, họ đông người tới như vậy, không bị họ đánh chết mới là lạ đó. Cái đám này hả, chưa có đánh họ thì làm trời làm đất. Anh Khánh chỉ đánh một cú thôi, thì họ giống như con chó vậy. Nếu tôi là chó như họ, thì đâu còn mặt mũi gặp cô nữa có phải không? Điểm gì ăn đi. Ok. Anh Thông, chìa khóa xe nè. Quay chụp nha. Chính thông 10 lời không về rồi. Hình như tối nay đã hẹn với cô Miêu, không có rảnh được. Quay, 3 đêm rồi đó nha. Đi nắc, nắc. Mày lại biết sao? Nắc, nắc. Quá wow, sao thú quá vậy? Mày đập cứt hả? Mày mới đập cứt. Quá wow, mùi đây nè. Wow, ê ê đừng có giận, tránh ra tránh ra. Ê. Anh Nhơ thì là vô duyên quá à. Con nữ nhà tránh một phim hồi nãy thì là khổ ghê không? Anh còn cười người ta nữa thì là xấu ghê. Gì? Coi hay lắm sao? Phim của Lưu Đức Hòa mới hay kìa. Vừa đánh giỡn vừa xếp xong nữa. Em thì không cảm thấy. Biết rồi. Để em thích ăn ốc vịt. Em Nhơ thì là không hiểu mấy anh. Ừ, coi mấy cái bộ phim đánh đập bạo lực có gì là hay đâu. Vậy thì đừng coi. Tối mai đi đâu? Tối mai hả? Ai mà rảnh đi với anh. Tối mai phải về gặp ba má của em ăn cơm với ba má của em nè. Họ sắp di dân rồi. Chừng nào dẫn anh đi gặp ba má của em đi. Chừng nào? Yeah. Quá à. Nè, cho em ăn đi. Thiệt là quá đáng anh ăn đi nè. Ăn chết. Đương nhiên rồi, thằng này khôn ghê. Ăn chết đi. Anh thấy tính sao bây giờ? Tin tôi đi Dương à. Cái tội thằng Khánh chỉ là đậu xe giùm tôi thôi. Họ làm cái gì tôi đâu có biết. Huống hồ chi tôi và chú Chính dù sao cũng là anh em chết sống. Ông lúc nào cũng bên cho tôi, sao tôi lại đi ăn cắp đầu của ổng? Phải biết khôn chứ. Mày đừng dân mặt. Đem anh Hai ra hù tao hả? Bây giờ là tao nắm cán. Chính mắt thằng gác của tao thấy tụi nó cắp xe. Còn là bộ nữa hả? Anh Dương à, không phải. Ý của tôi không phải là vậy. Cái vụ nhà hàng nhật hôm trước tao chưa thanh toán, dám ăn cắp xe của tao nữa hả? Họ mà biết được tao mặt mũi gì. Lo ăn hả? Ăn cứt lấy mày. Tôi đã biết tụi khốn nạn đó số mũi sẽ đặt tôi lên bàn thờ. Tôi đâu có hay. Nếu tôi hay trước, tôi đã đụng họ giùm anh rồi. Đừng có lo thôi nha. Tính sao bây giờ đây? Hey, anh Dương, anh muốn sao thì vậy đi. Lo ăn đi. Bôi. Quay, hôm khác nếu mà có xe đẹp, cho tao lấy thử đi. Mày mà biết lái hả? Chưa có thử lần nào làm sao biết tao không biết lái chứ. Anh Khánh. Chị Khánh. Nghĩ được chưa? Được rồi. Chưa, còn 40 phút nữa mới nghỉ được. Vậy em làm sao đây? Quầy, đi mua mấy tô cháo về đi. Đói bụng quá à. Đi đi. Thế nào, xin em đi. Quầy, quầy, quầy. Nè, đừng giỡn mà. Chúng tôi chẳng có nghe gì hết. Anh thiệt là phiền quá. Cũng khá lắm nghe là ghê đó. Chứ dám không nghe lời à? Không sợ tôi cho lấy cây sao? Yeah. Đã quá. Dẹp đi. Chị vô cái ghế nè. Yeah.
Để đâu rồi? Cũng được. Chia nhau đi kiếm. Dạ. Coi tụi bay chạy đâu nữa. Chút mẹ mày đi. Qua đây. Qua đây. Có một qua đây. Đăng ký kìa. Giỡn mặt với tao hả? Khốn nạn. Muốn sao hả? Muốn làm cha. Dẹp đi mày. Tao sợ mày ở đâu? Nó ăn cắp xe của tao. Chặt tay nó cho tao. Ai ăn cắp xe của mày? Đồ khốn nạn. Ăn cắp xe của tao để trả nợ cho tao. Mày nói gì? Tao nói cái gì hả? Mày có làm hay không mày biết mà. Bỏ xuống. Bỏ xuống đi. Khu quán chỉ tao là cha. Nội trong 7 ngày phải có 100 ngàn nữa không chết mẹ tao bay. Đi. Khoan đã. Đừng nghĩ tay nó. Chết đi mày. Đi. Chết rồi. Thông. Thông à. Anh Khánh. Anh Khánh. Tướng anh bây giờ có đẹp trai không? Tướng anh bây giờ như đống cất kìa. Tướng anh bây giờ như đống cất kìa. Cút đi. Cút đi. Anh không muốn thấy mặt em nữa đâu. Cút đi. Không tin là không chơi nổi mày. Ý anh Khánh, không thấy mấy ngày thôi sao đến nỗi như vậy hả? Huy đừng có nhắc nữa. Huy, mày uống khá lắm hả? Sao bưng nhiều lon vậy? Ở trên kia hả? Còn cả đống kìa. Sắp nghỉ việc rồi, uống cho đã, đừng có lãng phí. Thằng chết nhát. Uống cho đỡ buồn đỡ đau nha. Cái tay còn thấy đau hả? Không cần làm phiền anh đâu. Nó sẽ biết khui giùm tôi mà. Dĩ nhiên là đau rồi. Quất một roi mạnh như vậy không bị gãy là may đó. Khánh à, mày cũng thiệt tình. Sao không đánh trả chứ? Mình còn nói gì được nữa. Mắc nợ người ta ăn cắp xe, người ta nói tới đâu cũng thua thôi. Không bị đánh chết cũng may lắm rồi. Bây giờ nghĩ cách làm sao mà trả nợ cho người ta thì sướng hơn. Người ta ra bụi đời, mình cũng ra bụi đời. Lăn lóc bấy lâu đồng hồ Rolex không có một cái mà đeo. Làm cu khỉ gì chứ, làm thi thủ còn sướng hơn, phải không hả? Ý kiến hay đó. Hay là mình tổ chức chiến thuyền cờ bạc nha. Cờ bạc là nghề của tao mà. Đúng rồi, nghề đó sắp sửa chôn xác rồi đó kia. Đúng rồi, không biết là thằng nào tệ nhất đó. Tất nhiên là mày rồi. Cả đám tụi mình chỉ có mày là què tay thôi. Tại sao không thấy tao có chuyện gì đi? Thằng ngủ đàn quyên đó rồi hả? Gà nhà đừng có đáy với nhau nữa. Có phải muốn què nó bên kia không? Xin lỗi mấy ông chủ. Làm ơn tính tiền trước đi nha.
tính thì cái mẹ mày à, mày già tao vậy là chơi không vui, khỏi có tính gì hết á. Đi chỗ khác đi. Đi đi. Đi đi mày. Đi đi. Què Khánh à, nói thiệt đó nha, mình cứ như vậy hoài không phải là cách đâu. Suy nghĩ lại đi. Què, còn lộn xộn tôi đánh với mày. Đi mày. Đi chỗ khác đi mày. Đồ khốn nạn, lộn xộn cái gì đang nói chuyện kia. Cái gì? Cái gì đây? Muốn làm cha hả? Hả? Muốn đánh lộn phải không? Muốn gì mày? Muốn gì? Dựng mày nói gì mày hả mày? Chết à. Mày là muốn đánh lộn hay không hả? Gì đây? Đánh đánh. Muốn gì? Gì? Mày có biết tao tên là gì không? Ừ, không biết. Thằng Khánh quán chạy. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Định nè. Chết đi, chết đi. Chết đi, chết đi. Chết đi. Anh Khánh, nè. Tỷ, đưa đi. Nào. Cảm ơn nhiều nha. Nè, dẫn mấy người này ra ngoài. Ra ngoài. Muốn lãnh thêm nữa hả? Đi ra ngoài, mau lên, đi đi đi. Ê thôi, chịu rồi, khốn nạn này mà không nhiều tiền quá hả? Một sấp lần đó. Cảm ơn nhiều. Đi thôi, khỏi khỏi cần. Khách sáo làm cái gì? Uống bia trước sao đập bể đồ đạc, có mua bảo hiểm mà. Không giờ là không nể mặt tôi thôi. Ê gì đây? Cảm ơn. Cảm ơn nha. Hê, thiệt là phiền quá. Mấy cái vụ như vậy mỗi tháng đều có vài ba lần. Thật ra cũng nên nói với ông chủ là muốn bảo an gì coi chừng đi. Nếu mà tụi nó tới đây gây chuyện, không lẽ mỗi lần phải báo cảnh sát hay sao? Báo được bao nhiêu lần? Còn nữa, mai mốt muốn xin phép bắn rượu cũng khó khăn ghê đó. Rượu như bị đăng báo làm thối cái tên luôn, thì đâu còn khách tới chơi nữa. Ông nghĩ coi, trước sau thì tụi tôi đậu xe ở dưới, cứ cho chúng tôi thêm một phần lương. Rượu như mà có ai gây chuyện cứ gọi chúng tôi lên ngay, bảo đảm ok. Nói cũng đúng, tôi sẽ trình với ông chủ, chắc không thành vấn đề. Vậy mai mốt phải nhờ vào mấy anh đó nha. Cảm ơn trước. Không cần khách sáo. Anh Khánh à, coi nè. Cất lại đi. Mau lên. Ây da, nặng quá, nặng quá. Ông Trần dạy này thấy anh thiệt. Chơi gián nào ăn gián đó. Còn nói nữa, tuần trước chơi xì tối với thằng Thắng Răng Vàng, thằng trả thu 500 ngàn cho tôi, tới bây giờ còn chưa trả. Món nợ này tôi thấy khó đòi lắm. Uầy, anh Khánh, anh đòi món nợ giùm cho ông Trần đi. Có phải thằng Thắng Răng già quán chạy không? Hắn chứ còn ai? Thằng cha này đã hết thời rồi. Yên tâm đi ông chủ, nội trong 2 ngày tôi giải quyết giùm cho ông. Có thiệt không? Chỉ cảm ơn trước nha. Nè, theo luật dân hồ tính sao đây? Đâu có ăn thua gì, làm việc cho ông chủ không bao giờ từ chối đâu. Nếu vậy thì hay lắm. Ê, ông hẹn đánh bài với thằng Sinh này mà, bây giờ tới giờ rồi. Đi đi, đi. Ăn gì nhiều nha. Thôi được rồi, bye bye. Bye bye. Chào. Bộ anh Khánh má sao hả? Chưa gì đã hứa với người ta rồi. Hỏi anh đi. Anh Khánh à, có thiệt không đó? Không đặt điều kiện gì hết, mai mốt khó làm việc đó. Mày ngu như con trâu vậy? Làm ăn dài dài mà, đời 150 ngàn có bao nhiêu đâu. Không à, sáng mai giải quyết cho xong. Khánh à, khu đó đông người lắm, khó làm ăn lắm nha. Nếu mà xách cả đám nhào vô như vậy, vậy bị cảnh sát tốn lắm đó. Có phải gần đó có đạp xe không? Sáng mai mày biểu thằng Tông dẫn 200 anh em tụ tập ở ngoài đạp hát. Chiếu phim hay như vậy chắc chắn là đông khán giả lắm. Khi mà tan rồi đó, chẳng đông người biểu anh em đi theo cái đám đông băng qua đường luôn. Bảo đảm là ăn chết mà. Thằng cha đang vàng nó chết nhát như vậy, không có làm ra trò trống gì đâu.
chỉ vào ngay cần cổ của nó té đái liền à. Wow, ngon thiệt ha. Thắng Răng Vàng. Ủa, con hồn tao lại quá nhớ mày. Còn nhớ không? 500 ngàn đó cho mày, nhớ không? Mày trả lời đi. 500 ngàn gì? 500 ngàn con trăng kia. Nếu không muốn chết thì đến ngay đi. Quay, anh Khánh tới rồi kìa. Anh Khánh. Wow, chiếc xe đẹp ghê đó. Kiếm cho đồ dùng đi. Dạ được. Anh Khánh ơi, ông Trần đã chờ anh ở trọng lâu lắm rồi. Vậy sao? Dạ phải. Cháu làm bảo ăn ở đây hoàn cảnh phức tạp lắm. Bác nói cũng đúng, nhưng mà kiếm ăn thôi. Quan trọng nhất là mọc trong bùn, nhưng mà không có dính bùn. Ngài Thái thì bác đã lựa rồi. Còn về tiệc tùng quá thì... Vấn đề tiệc tùng thì không thành vấn đề. Cháu đã giải quyết xong rồi. Quan trọng nhất là làm đẹp mắt bà cô. Quê, anh Khánh. Ủy, tôi đông đủ quá vậy. Bà má của Penny. Đây là anh Khánh, anh hai của cháu. Em vừa mới bàn xong vấn đề tiệc tùng thôi. Hay đó. Nè nè, ngồi đi anh. Được rồi, ngồi đi. Gần đây có gặp con Miu không? Không, đã lâu rồi không có gặp cổ. Ây da, anh Khánh, sao giờ này mới tới vậy? Mấy ông chủ chờ anh ở phòng bên kia kìa. Đây chi phiếu 500 ngàn. Giỏi thiệt ha. Quả thật đúng 2 ngày đòi lại giùm tôi. Tốt, chuyện nào ra chuyện đó, lấy bao nhiêu thù lao? Thôi khỏi đi. Không được, phải chơi theo luật mà. Thôi khỏi mà, mai mới có chuyện gì gọi thẳng đi. Giỏi thiệt. Anh đúng là một nhân tài. Nè, tháng tới tôi có một cái nhà hàng và một cái karaoke khai trương. Kế bên tôi chờ trên 10%. Nè, khỏi đưa tiền. Chờ có lời rồi mới tính. Còn nữa, việc đổi xe bảo an anh giải quyết giùm tôi nha. Cảm ơn ông chủ. Ơi nè, nè, ơi, cả ly, cả ly, cả ly, cả ly, cả ly. Chẳng việc có mặt anh Khánh đây. Nhà hàng của anh muốn luôn anh Khánh làm bảo an đi. Chứ, tôi làm buôn bán đàng hoàng, cần gì đến bảo an chứ. Anh thì lại biết nói trời. Khách của anh uống say phá đám tính sao đây? Biểu mấy thằng mồi can thiệp à? Họ chỉ lãnh lương mấy ngàn bạc, còn lâu họ mới chịu. Nè, anh Trường nói đúng đó. Nè, bảo an tức là coi chừng thôi. Một tháng cùng lắm là 10-20 ngàn. Nếu có chuyện, mình cũng không cần bận tâm. Nghề đàng hoàng đó thì đúng là nhà quê. Anh nói cũng đúng. Để tôi suy nghĩ đã. Nè, chúc mừng anh Khánh được làm ông chủ. Nè, cảm ơn nhiều. Cả. Nè, chuyện đàng hoàng đã bàn xong rồi. Quay, đã tới đây rồi không có lý nào không gọi gái. Anh tính sao? Gọi mấy con nhỏ vô xã hơi giùm mình nha. Ok. Ê, anh đã uống nhiều rồi, tôi không uống nữa đâu. Nè nè, em uống đi nha. Uống đi. Dạ. Nè, uống đi anh. Say rồi. Ê, tôi không uống đâu, anh uống đi. Ê, kỳ quá à. Ê. Nè. Quê, bây giờ không còn sớm nữa, nếu vừa ấy mua ticket đi. Sao cũng được, tắt đèn rồi thì con nào cũng giống nhau thôi. Kỳ là kỳ quá đi. Nè, anh Khánh à, tính sao đây? Nè, khỏi trừ phần chúng tôi. Em và anh Khánh chỉ biết tình yêu thôi, cô có biết gì là tiền bạc đâu. Nói chơi hả? Anh Khánh chịu cô đã có phước rồi. Có thiệt không đó anh? Đèn khuya nha. Tôi không đi đâu, mấy anh đi đi. Vậy thôi được, ráng hầu hạ anh Khánh nha. Mình đi đi, hết giờ rồi, tôi còn phải về trình diện đó. Ngồi dậy đi. Nè, đi đi. Tôi à, tiễn ông Trần ra ngoài. Dạ, anh Khánh. Mời anh đi. Xin mời. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Anh Khánh à, dạo này anh nổi ghê đó nha. Ngày nào cũng nghe tên của anh. Còn xuất sầm hơn là thống đốc nữa. Hồi nãy em nghe má Mi nói là anh mua tất cả cho em. Em thấy sợ ghê lắm đó. Thiếu chút nữa là không có dám vô. Sợ cái gì? Tôi dữ lắm sao? Được có phải. Bây giờ đã thấy rõ rồi đâu có dữ đâu. Anh biết mà. Người ta có thể là người khu quán chạy. Thì dù có đẹp trai tới đâu cũng chuyện đó thôi. Nào ngờ hoàn toàn chật lất đó. Anh không những là đẹp trai, còn xuất sầm ghê nữa. Giống như là Richard kia. Nè,
em càng ly với anh nha. Anh Khánh, lát nữa mình đi đâu? À, chúng tôi qua tiếp đại khách nha. Dạ được. Tôi qua tiếp đại khách bên kia đi. À, ông ba ông tư ở đằng kia kìa. Hello ông ba ông tư, đã lâu không gặp, mạnh khỏe chứ? À, wow, đợi đã. Ây da, ôi, cái dáng mày hên quá ha, lớn thiệt đó. Tự nhiên nha, tự nhiên ha. Thôi, mày hên quá vậy. Tự nhiên nha, mời vô, mời vô. Wow, mày đợi. Anh đi, anh đi chơi nha. Quỳ, đi đây chơi chưa? Nè, 32 ha, anh kia kìa, anh kia kìa. Ây da, lâu quá. Ê, 32, anh giỏi quá, anh giỏi. Đợi lâu quá, anh gặp. Lấy cái nón xuống đi, không có giống ai hết. Sợ mày luôn đó, giống như con heo rừng vậy. Mẫn à, qua đây. Bà gì tới đây kìa, mình qua bển nha. Anh Thông, sao giỏi quá vậy, quen được cô Mẫn mà không chịu giới thiệu cho tôi. Hello, mình giỏi chứ, tôi là Kitty. Kitty, chào cô. Cô Mẫn à, tôi thích coi cô đóng phim lắm đó. Đóng phim có phải là vui lắm không? Phải, à, chắc là cô kiếm nhiều tiền lắm. À phải rồi, cô Mẫn à, chừng nào dẫn tôi vô đài truyền hình coi cho biết nha. Phải, cô thích làm minh tinh lắm. Chờ coi, cho khi nào rảnh. Ok. Ê, nè, nè, nè. Mắt cô có phải bị cái gì không? Nè. Nè, được bao nhiêu rồi? Quý vị, cô làm gì vậy? Làm cái gì hả? Giữ tiền dùm cho anh thôi. Thiệt tuần tối hôm nay đó hả? Toàn là do họ trai mình đãi đó. Có thiệt không đi? Cho nên bây giờ tôi phải gom tiền lì xì trước. Nhà cái này là của đàn gái chúng tôi đó. Thì đừng có tính kỹ quá mà. Tối hôm nay nhà họ trai phải bao hết đó. Không lẽ đàn gái ăn không sao? Đừng có tính kỹ quá nhờ. Vậy là không đúng đó. Nhà là người một nhà hết mà. Sao lạ đời quá vậy? Ê, bà tôi à? Như Khánh à, đưa hết ra đây. Đưa cái gì? Lì xì của người ta kìa. Cái gì là của người ta? Cái này là lì xì của anh em giữ giùm cho anh. Cô là ai đây? Là khách tôi. Tới ăn thôi mà nhận lì xì sao? Thích làm như vậy thì nói với ông giám đốc đi. Ngày mai tới đây làm. Anh nói chuyện lớn tiếng với em làm gì? Anh coi em là ai đi. Cô tưởng cô là ai? Hôm nay tôi ngủ chung với cô, ngày mai vẫn có thể cùng với cô khác mà. Đáng đời, đáng đời. Nè, trả cho anh nè. Anh chơi tôi phải không? Anh ngon lắm. Anh Khánh, cha đồ còn lại của anh à?
Cầu nguyện đi em. Ok. Em yêu à, hay là mình qua quán cái bên kia nha. Đi được. Anh đang lại tính tiền, lát nữa qua sau nha. Ok. Thưa ông. Thôi thôi, cảm ơn. Chị Muối à, tôi không biết chơi đâu. Có thiệt không đại? Quán tụi tiệc cũng không biết chơi, tự cạn ba ly đi. Cờ chứ. Nha, tụi mình chơi tiếp nha. Nha, quán tụi tiệc, ra cái gì, ra cái này. Trắng, đen. Giám đốc à, chị Muối tới đây là uống say nữa rồi. Ông tốt nhất là đừng có đi vô, nếu không lại mệt nữa đó. Cũng may là nói với tôi, nếu không à, tôi chết chắc đó anh à. Thôi mình đi làm việc đi. Anh Dĩ à, Cang Ly. Anh Dĩ à, với địa vị giang hồ của anh ngày hôm nay, dậm chân vào ngành điện ảnh, chắc chắn làm giàu đó. Ê, không phải đâu, đừng nói vậy mà. Thứ dân rừng núi như tôi đâu có biết cái gì đâu. Còn phải nhờ anh chỉ dạy nhiều đó. Yên tâm đi anh Dĩ, tôi sống trong ngành này bao lâu rồi, có anh chống lưng, mình hổ bạc là cái chắc đó. Nè, uống đi, uống đi. Chị Muối à, chị mạnh giỏi chứ. Mười lăm. Thằng cha đâu vậy? Dạ, thằng em cũng dương chục triệu, dương trăm triệu đó. Ờ, thằng Triệu phải không? Ngồi xuống, ngồi xuống. Uống ly rượu đi. À, được, được. Năm. À, chị Muối à, chị Muối. Tôi có quay trong chỗ bự. Hay là tôi dẫn qua đây giới thiệu cho chị nha. Chịu không hả? Chị Muối. Dạ. Giới thiệu con mẹ gì chứ? Không thấy tôi đang chơi hay sao? Đi chỗ khác đi. Thôi. Chị tiếp. One, two, three. Ra cái gì? Ra cái này. One, two, three. À, anh Dĩ à. Không ngoài chị Muối bên kia. Còn nó muốn làm quen với anh nữa kìa. Có thiệt không đó? Người ta là minh tinh mà. Anh quen với cổ chào. Tất nhiên là quen rồi, tôi lăn lóc cái ngày này bấy nhiêu lâu, cổ thân với tôi lắm. Thôi đừng nha, tôi thấy ngại lắm. Tôi và cô Rolin đánh tù tị trong này thì là vui sướng lắm rồi. Không phải đâu anh Dĩ à. À, nãy giờ cũng còn nhờ tôi giới thiệu làm quen với anh nữa kìa. Với tên tuổi của anh nổi như bây giờ, biết đâu còn muốn nhập với anh, cùng nhau hốt bạc đó. Đúng rồi anh Dĩ à, không sao đâu, hay làm đi với anh. À, được, được. À, chị Muối à, chị Muối. Đàn anh của tôi anh Dĩ qua tới rồi nè. Dĩ nào đây? Anh là đàn anh trong giang hồ, muốn đánh nhờ chị quay phim. Không thích tôi đang chơi hay sao? Kệ cha nó là thằng Dĩ nào đi. Chơi tiếp. Nói cái gì quỷ cái? Tao nói cái gì mà không được? Vô phá tao đang chơi là không được. Ê, thôi bỏ đi. Dám coi thường đàn anh của tao hả mày? Triệu à, thôi đi, người ta đâu có nể mặt mình. Thôi, mình về uống rượu đi. Ờ. Ông chủ à, ông ở đây hả? Chị Muối bị người ta đánh chưa? Hả? Anh Khánh à, chị Muối là bạn thân của tôi. Anh vô coi giùm tôi chuyện gì đi. Dì em, gọi anh em lên. À. Tôi đã nói không cần mà. Xê, tại con mẹ kia không biết điều thôi. Anh Dĩ à, mình... Đừng đó. Thằng cha nào xếp xong đánh người ta vậy? Mày là thằng nào? Thằng tôi cho tới mày. Anh Dĩ đứng đây mà không biết à? Mày là cái thứ gì muốn đòi à?
Được khốn nạn, đánh quay mày lúc đi nha. Đừng tay. Chuyện gì? Quen nhau mà. Anh Vĩ cũng là bạn của mình. Đây là anh Khánh quán chỉ, đây là anh Vĩ. Ông chủ, ông muốn sao thì vậy đi. Anh Vĩ à, uống sai rồi không có ý đâu, bỏ đi nha. Hả? Bỏ hả? Chừng nào mới tới phiên mà nói chuyện. Nè, anh Vĩ à, thông cảm nha, chuyện nhỏ thôi, chỉ là hiểu lầm nhau thôi mà. Nếu như ông chủ lên tiếng thì thôi, bỏ đi. Mình về. Cái thằng khốn nạn chó chết, nó là cái thứ gì? Khu nào cũng đòi hết. Nè thằng Tiêu, bây giờ người ta coi mình chưa pha, dậm cho khu này còn chém luôn anh em của mày nữa. À, chú Chính à, tôi đã nói. Nè anh Thắng, tới đâu anh cũng là thằng anh, xách mấy trăm người rồi chém anh. Cái gì? Nó làm cha hả? Cái thằng khốn nạn, nếu hôm nay mình không đoàn kết, nó đã dậm chân tới mình chết cả đám. Thì phải rồi. Dương à, cần gì phải bực bội như vậy? Thì bây giờ đang tìm cách mà. Ok, hôm nay có mặt đông đủ chỗ đảng, nếu đồng lòng với nhau, làm việc chung đi. Nè Dương, chưa chi đã đòi thủ tiêu nó, hơi uổng đó nha. Thôi, có phải là mày chống cho nó không? Mày ngu như con trâu. Thằng Khánh có nhiều chỗ như vậy, mình cứ bán hàng trong chỗ của nó, tính ra là biết bao nhiêu. Xê, bên Cửu Long tao thiếu gì chỗ? Mày nghĩ tới đâu, tao cần nhờ nó sao? Dương à, có ai mà chê tiền thúi đâu. Nè, tới chân hàng của mình bán gần hết rồi, mới đặt thằng khốn nạn nó lên bàn thờ. Khi nó vô cúng lịch, mình mới thủng thẳng chơi nó còn chưa muộn mà. Thằng khốn nạn không dễ gì chơi đâu. Mày đoán nó chịu sao? Ê, lăn lóc giang hồ, ai không phải vì tiền chứ. Bộ tưởng nó chơi tiền hôi tanh sao? Thằng khôi nó nói cũng có lý lắm đó. Đại ca. Dương à, vụ này mà giải quyết cho thằng khôi đi hả? Dạ đại ca, nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Cứ quyết định vậy đi. Qua wow, có ăn rồi. Nè, sẵn còn tươi đó. Tôi với vợ tôi sắc cả ngàn mỗi tay đó nha. Phụ tay đi. Nè, đưa cho anh. Anh Khánh à. Để tôi phụ cho. Có chuyện gì sáng mai nói với tôi đi. Bây giờ tôi không rảnh. Uống đi. Khánh à, ăn được rồi. À, ăn trước đi. À, ê, ngồi ăn chung đi. Phải cần chờ đâu. Nè, nãy giờ anh uống trước, bây giờ tới phiên em. Uống thì uống. Phải cẩn thận đó. Ăn thua gì? Alo. Nè, 5, 10, chết đi. Gì vậy hả? Không gì thì chém bỏ mẹ nó đi, cần gì phải dậy nữa. À, được rồi. Dậy hết. Thì là vô dụng mà. Quê, có cần bực bội gì không? Cúp điện thoại đi cho rồi. Ăn no lát mình mới nói đi. Không làm. Không làm có ăn sao? Không làm thì cả đám người ăn gió kìa. Còn đòi ăn tôm hùm nữa. Anh đừng như vậy mà. Con Fanny đã có mang rồi mà vẫn lo làm cả ngày đó. Nhưng mà còn chửi người ta thì là làm mất hứng hết. Thì là quá đáng. Không, giỏi thiệt, một cú là trúng liền. Cạn ly. Cạn ly. Tụi mới chơi sao? Xanh con mà không biết còn làm bùi đời cái gì. Mày ngon rồi. Xanh con là cái chắc, con gái không được sao? Cái gì? Mày nói gì vậy? Mày chưa có biết gì là xanh bà sao? Chứ cái mẹ mày thì tao biết. Con trai từ đầu rồi mà. Là con trai thì càng tốt. Để tôi nghe. Không có gì đâu. Alo, nói đi. Anh Khôi kìa. Gấp cho em thêm miếng đi. Thịt bò nha, có chịu không? Ok. Ông già Khôi hả? Chuyện gì? Nè, có chuyện buôn bán, muốn bàn với anh thôi. Bây giờ không rảnh, có chuyện gì sáng mai uống cà phê rồi nói đi. Nè, có thể không đó. Lên bậc đàn anh rồi quên hết bà con hả? Có chuyện làm ăn. Chuyện chơi cho mày đó. Mày chịu không chịu thì thôi. Ở đâu vậy? Quê, ở trong sòng của tao. Nè, tao chào mày nha. Mau một chút nha. Một tiếng đồng hồ. Anh Khánh à, có chuyện gì? Nói là có chuyện muốn bàn với tao. Có cần gọi thêm anh em không? Khỏi cần. Ông già Khôi đã hết siêu quách rồi. Anh còn ra ngoài hả? Có chút chuyện phải bàn, sẽ về ngay mà. Khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi. Hồng à. Anh Hồng à, vô rửa rau giùm cho em đi. Em thấy mệt ghê đó. Ăn cho mau đi, ăn no rồi đi lá lướt. Cho anh thêm một miếng nữa nha. Khánh à, ăn no rồi mới đi. Phải đó. Tôi đi một mình được rồi. Mày vô rửa rau đi. Anh Khánh à, em đi với anh. Nha, bây giờ bắt đầu thấy phấn khởi rồi đó. Thôi dẹp đi anh. Anh về ngay. Cẩn thận đó.
Khánh, anh Khôi đang chờ anh Trọng đó. Mà chờ tôi. Chờ anh lâu rồi đó. Alo. Hey, bây giờ mới nghe không rõ, thiệt tình. Khánh à. Tự nhiên. Anh Khánh à, anh cho nói chuyện trước nha, em gọi điện thoại. Chơi với bụng dáng đi. Không phải đâu anh Khánh à, em gọi điện thoại thiệt đó. Láo nữa. Nè, ngồi đi. Ông già, có gì chịu chơi cho tôi đi. Ê, không cần gấp đâu. Uống ly rượu trước nha. Con số 3, trận 2. Số 8, trận 3, 1.000 bạc liên tiếp, ok. Nè, trước khi bàn chuyện đàng hoàng, tôi giới thiệu ông thằng Tài cho anh quen biết. Đình Dương, ngồi đi, ngồi đi. Nè, một tên là đàn anh giang hồ, còn một tên thì là đàn anh mới ra lò. Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm mà thôi. Là vì tài, không phải vì ghen đâu. Có câu anh Khánh, tôi làm việc lúc nào cũng thẳng thắn, không bơ lông vòng. Hay, nói tóm lại một câu anh muốn sao? Nè, đơn giản lắm. Lần này rõ ràng chưa chơi. Tôi làm nghề gì anh biết mà. Chuyện ngày xưa coi như là bỏ qua hết đi. Tôi gửi hàng cho anh bán, bán được bao nhiêu chưa, 82 tôi tám anh hai, anh nghĩ sao? Tôi phải suy xét lại. Vậy tức là từ chối rồi. Ý tôi không phải là vậy. Tôi đã hứa với mấy ông chủ không có đồng tới vụ này. Vậy sao? Anh Dương à, anh Dương, biết đâu anh Khánh thật tình phải thương lượng với mấy ông chủ. Đừng làm mẫu nha. Đừng làm mẫu nha. Đừng làm mẫu nha. Mẹ mày, mày xiết cổ vậy Dương, tưởng thoát thân sao? Đâu có phải là người của tao. Anh Dương à, tôi đuổi nó ra giùm anh. Anh đối xử với tôi như vậy, trời ác đó nha. Mày tưởng mày là ai? Là con chó thôi. Anh Dương, đừng nha. Qua bên kia, mày bên kia, đi đi. Anh Khánh. Tại gì, có sao không? Không sao, không sao. Tại gì à? Anh em với nhau, thằng nào chạy thoát được thì trả tôi cho thằng kia. Em sợ quá, anh Khánh. Đừng sợ, đừng có sợ. Bây giờ chạy ra ngoài là nổi ngay, đừng sợ. Bây giờ nhào ra ngoài, cứ chạy thẳng thôi. Đừng có quay đầu trở lại, đừng trở lại, đừng có đi trở lại, có biết chưa? Dạ biết. Đừng quay trở lại. Đừng khóc nha, đừng có đi ngược lại, sẽ nổi ngay mà. Ngoan.
Anh Khánh. Anh em tốt nhất của tôi. Tôi không cần biết phải sửa làm sao. Nhất định phải sửa lại cho thiệt đẹp. Tôi không muốn người ta nhìn thấy lỗ đạn trên đầu của nó. Dạ. Cái tụi khốn nạn, bây giờ đi thanh toán. Anh Khánh à, thôi bỏ đi, mấy anh đừng có gây thêm chuyện nữa. Anh Tị đã chết rồi. Em không muốn bất cứ một ai có chuyện gì nữa đâu, anh nghe rõ chứ? Chị Miêu à, tôi với chị ra ngoài trước nha. Có chuyện gì mai muốn hãy nói. Chị Miêu. Mày theo xe của anh đi. Anh hai à? Có sao không hả? Tao mà có sao à? Tao lái xe được không? Tao lái không nổi à? Cẩn thận nha anh hai, lái xe cẩn thận. Wow, nói chạy là chạy ngay, sao chịu nổi chứ? Lên xe đi. Tắt máy xe bằng lái thẻ căn cước. Thằng Tỷ hối tâm mày kìa. Anh Trương. Trần Diệu Khánh, mẹ có hồ sơ của mày nè. Vậy cả thước đó, còn gây chuyện làm gì nữa? Nè, kẻ thù của mày là Quốc Dương, hôm qua bị người ta bắn chết rồi. Cả con Mẫn qua hậu Hồng Kông ngồi cái bên cũng bị chết luôn. Cái vụ này có phải mày làm không? Phải không? Hút thuốc được không vậy? Thôi, mày đừng có làm trời nha. Khôn hồn thì hợp tác với cảnh sát đi. Nếu không ngồi tù chắc đó mày. Thưa sếp, tôi lúc nào cũng không có gây chuyện. Chào sếp. Trần Diệu Khánh, anh giở trò gì đây? Dẫn đàn em tới bao giây sở cảnh sát? Thưa sếp, sếp bị bệnh thì mát của sếp cũng tới thăm sếp mà. Chờ ai ở ngoài phố đâu có tội. Thằng Khánh, mày giấu mặt hả? Hôm nay mày đừng có hòng được phóng thích nha. Thưa sếp à, rõ ràng là sếp biết tôi qua Ma Cao đánh bạc mà.
Mới xuống tao đã bị sếp mời đi uống cà phê rồi. Lên án tao cái gì? Theo tài liệu của sở di trú đưa cho mình, mấy hôm nay nó không có mặt ở Hồng Kông. Mình có thể tạm giam 48 tiếng mà. Thưa sếp, anh em của tôi mà không có nhìn thấy mặt của tôi chắc chắn không có chịu tan đâu. Không lẽ sếp bắt hết bọn họ sao? Chờ người ở ngoài phố đã có tội. Nếu như tụi ký giả tới, đài truyền hình báo chí kéo tới, sếp ăn nói làm sao với cấp trên đây? Mày hăm dọa tao à? Thưa sếp, tôi thuộc về loại hợp tác với cảnh sát. Đã biết rõ tôi không có phần đừng có vu oan cho tôi. Trần Diệu Khánh, ông hãy để lại số điện thoại, địa chỉ và số máy gọi gần nhất của ông cho chúng tôi. Và bây giờ ông ra ngoài giải tán đám người đó dùm ngay. Sếp, no problem. Tôi khoái nhất là hợp tác với cảnh sát. Dù có biểu chơi, mày cũng phải chịu nữa. Không được cãi. Uống đi. Uống đi. Đúng rồi. Rồi cho mày nhỏ nó đi. Đúng rồi. Bỏ qua cho nó đi mà. Có lượng lượng nha. Uống cái gì hả? Đêm hôm thằng Vinh uống say phá đám trong quán. Thật tính là tối nay dẫn anh em đi thanh toán nó. Trước sau thằng Vinh cũng là anh em. Để anh em về cho nó là được rồi. Anh Khánh, má mập về điện thoại tới, nó là con cây thi bị người ta chơi. Thằng Khánh, không ngờ mày cũng nhớ tình xưa lắm chứ. Một đôi giày cũ, một con đĩ thôi, cũng binh cho nó à. Mày nói chuyện hả? Mày nói chuyện hả? Hả? Anh Khánh à, đừng nói nhiều. Dừng nó đi, dừng đi. Không cần có trọng gì chứ. Đột, nói đi. Nè, Khánh. Đụng đi. Muốn hâm dở tao hả? Hôm kia dậm trong khu của tao, đánh anh em của tao, tao còn chưa thanh toán với mày. Mày còn là con nít sao? Làm ăn bây giờ mày không dậm tao thì tao dậm mày thôi. Cả trăm chỗ của tao chờ mày đến dậm kìa, sao mày không tới dậm? Thằng cà chớ thì không phải là đàn ông. Muốn phá thì phá tao, đừng có phá con đào của tao. Mày muốn nói sao lại không được phải không? Ý đâu có hiếp tao à? Một mình tao đã dư sức rồi. Không à, giải tán mấy người đi, đừng có làm đùm beng. Đưa tao hàng đi. Dạ. Bây giờ tao tiến chuyện. Chơi tao đâu đi. Còn chơi ăn cướp. Sao hả? Sợ rồi à? Chơi tao đâu đi. Đụng nó đi. Lùi ra.
Đừng có đánh nữa, chết tôi rồi. Cùng lắm mai muốn làm ăn, tôi chưa phạt của anh. Là mày nói đó nha. Tôi không bắt buộc tụi bay nghe rồi chứ gì. Bị đánh nằm rồi. Nãy làm dữ quá. Bây giờ nằm rồi. Đúng rồi. Đánh rồi. Đánh rồi. Nãy làm dữ. Bây giờ nằm rồi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Đánh rồi mà. Thì chết đi. Còn dám nói ta không phải là đào của anh hả? Chứ tôi là chị Khánh đi. Ờ chị Khánh. Chết đi. Anh Khánh đâu? Anh Khánh. Năm, mười, ông chủ à, quán con càng ngày càng đông khách. Cả ngoài phố cũng thấy người đông hơn trước nữa. Đúng rồi, tôi còn đang tính mở thêm quán nữa. Chừng đó chịu luôn phần anh nha. Vậy cảm ơn trước nha. Nè, Càng Ly. Khánh à, bây giờ yên ổn rồi. Kiếm buôn bán gì làm đi. Có chứ, gần đây xin được quyền đại lý của nước khác. Vậy sao? Tới chừng đó ông nhất định phải ủng hộ tôi, chiếu cố tôi nha. Ăn thua gì, trước sau chúng tôi cũng phải mua nước cất mà. Hả? Cảm ơn trước, nè. Cạn ly, cạn ly. Thú thật nha, tôi rất muốn qua Macau đua xe đó. Anh thích đua xe sao? Vậy được rồi, ông Ly là người thích thể thao nhất. Đua xe, cá ngựa, cái gì cũng thích hết. Nè, hay là anh nhờ ông Lưu đại thọ qua Macau đua xe đi. Ờ, không thành vấn đề. Trước sau năm nào tôi cũng đại thọ mà. Vậy thì cảm ơn trước nha. Quý ông chủ, xin chiếu cố thằng Cánh này nha. Nè, Cạn Ly, tôi xin uống trước à. Hả? Này, Cạn Ly. Cũng chưa bàn xong rồi. Nè, người đẹp giận rồi, không làm quấy anh nữa. Ê, đàn bà thì không biết phép tắc gì hết. Ông chủ à, lần sau mình uống tiếp nữa nha. Bye bye. Bye bye. Em yêu. Em yêu à? Em yêu à? Em làm gì vậy? Anh nói là ra hát chung với em mà. Dạ. Bye. Vậy bây giờ đi hát đi. Chị Khánh thấy buồn kìa. Có thiệt không đó? Nam thì lựa bài nào đi nha, hả? Năm, mười. Đại ca. Nữ thần các dẫn anh em vàng xếp là được rồi, có cần tôi dạy không? Dạ. Không. Ở bên ngoài có thằng kia lén lén lút lút. Rồi hỏi coi. 3069. Xin đi tới đâu cũng dẫn theo cả đám người vậy? Em biết là anh làm nghề gì mà. Rủ như có chuyện gì thì sao? 5, 10, 15, 20. Tới đây làm gì? Kiếm người thôi. Kiếm người mà lén lút gì à? Kiếm người trả tù có phải không? Đại ca, hiểu lầm rồi. Cô yêu của tôi vậy? Có sao không? Tại sao lại đánh bạn của em vậy? Quen biết mà. Hả? Quen nhau hả? Tôi thấy hình như là cô, tính vô hỏi thăm thôi. Sao không nói sớm? Tôi đã nói rồi. Cái gì? Sao nãy không nói? Phải nói cho rõ chứ, nếu không bị người ta đánh trước còn chưa biết là chuyện gì. Sao anh không hỏi rồi đánh người ta chứ? Anh điên rồi, đồ chó điên. Cô Miêu à, thôi tôi đi về. Xin lỗi nha. Quen, có sao không? Không sao. Để tôi dẫn đi mày. Chó điên. Quỳ, ai mà biết em quen với nó? Nếu anh không phải là bạn của em chắc anh đánh chết nó chứ gì? Sự thật mà, làm gì phải cẩn thận. Anh có biết là em lo cho anh lắm không? Ngày nào cũng lo sợ hết. Làm người đến nỗi như vậy dù có bao nhiêu tiền cũng bằng không thôi. Biết bao nhiêu là kẻ thù. Đâu có kẻ thù dữ vậy. Thủ tiêu gần hết rồi mà. Vậy cái vụ thắng đằng vàng thì sao? Anh đuổi người ta vào đường cùng, người ta sẽ tha cho anh sao? Cái vụ thắng đằng vàng đã giải quyết lâu rồi. Nếu không thì lần trước gặp anh nó đâu có giống như con chó chết vậy. Vậy còn thằng Dương, anh coi đàn anh của người ta như pha sao? Nhìn gì, đánh chết cha bây giờ. Anh còn chửi người ta. Anh đừng có lừa em nữa. Nếu quả thật anh đã giả xếp xong thì nãy giờ anh đâu có cần quả khó gì vậy. Tóm lại ngày nay anh còn lăn lóc, em thì là chịu anh hết đổi rồi. Miêu à, đừng có như vậy mà. Em không muốn ở lại đây nữa. Em muốn quay lại cuộc sống bình thường, anh có biết không? Hay là anh cùng với em và ba má của em qua bên Canada đi nha chú không? Bây giờ đi đâu được chứ. Biết bao nhiêu là đàn em theo anh làm ăn. Chờ mai mốt đi. Mai mốt, có
lần nào nói chuyện mà thực hiện đâu. Không thích thì đừng có đi, em đi một mình. Em yêu à? Anh cứ coi như là qua bển du lịch với em đi. Nếu anh quả thật là không có thích thì em có thể trở về chung với anh mà. Chuyện ở Hồng Kông anh có thể giao lại cho anh Hồng. Thôi được, anh nghe lời của em. Chờ anh qua Macau đoạt giải rồi mới đi nha. Chịu đi. Ừ? Thôi được, nếu lần này anh lường gạt em nữa, em sẽ đi ngay không có trở về đâu. Đừng có giận nữa nha, đừng giận. Ngon đấy, ăn đi. Không à, tháng tới tao đi Canada với con Miêu. Hả? Đi lạ lướt hả? Hay đó. Chờ Phi đi xanh rồi tao cũng đi lạ lướt với bà đó. Nếu như mình thích hợp, tao sẽ luôn mình đó. Thì không đây, mình nói thiệt à, mình mới vừa được nổi thôi. Nếu mà anh đi rồi anh em tính sao đây? Anh em có mày thì được rồi. Không được, tao làm không có nổi đâu mà. Từ nhỏ cho tới lớn, hai anh em của mình sống chết có nhau. Mày đi rồi thì tao làm sao? Thôi đi. Bây giờ mình hoàn toàn là nắm cán rồi. Để có thằng Thông giúp mày còn sợ gì? Không được. Thằng Tiêu và thằng Thắng răng vàng tính làm sao đây? Đó, thằng Tiêu nó mới vừa dẫn mặt. Tao nghĩ mày chưa lên máy bay á, nó đã dặm tới nơi rồi. Vậy tao phải tính sao đây? Mày mới ngày đầu vô nghề hả? Làm việc như thế nào thì mày nên rõ lắm chứ. Mày phải nhớ kỹ là phải có nghĩa khí với anh em, phải trung thành với ông chủ, gây lộn phải có lý do. Phải, điểm này tao biết, nhưng mà... Ê, thôi nhưng mà cái gì? Không phải đâu. Ê, con nữa. Cái vụ thiết thì mày phải giải quyết giùm tao. Mày nói với nó, lần này là lần cuối, tao giúp nó, từ nay đừng có kiếm tao nữa. Nè, có mấy chục ngàn ở đây, đưa cho nó. Để từ nay đừng có tới mấy chỗ lộn xộn làm nữa. Khánh à, những gì tao nói với mày suy nghĩ lại đi. Được rồi, về nhà với vợ mày đi. Không phải đâu, suy nghĩ lại đi, hả? Sáng mai điện thoại cho tao. Ừ. Alo. Không hả, đang làm gì đó? Hả? À, tao chơi bớt một cú đâu có phải chết đâu. Lên nhà của tao đi. Vậy được. Vậy nha. Giải đua xe Gen Tích Macau niên khóa thứ 40, hết thảy có 32 chiếc xe hơi tham gia. Tất cả đều là loại xe 1900 phân khối. Về mặt khách hạng, đứng đầu là Trần Diệu Khánh, mang số 47, xe màu tím trắng. Lần này coi như là có cơ hội nhất, bởi vì anh ta chạy hạng nhất trong cuộc đua chia tổ tại Châu Hải và cũng đoạt hạng nhì trong tổ B đua tại Hồng Kông. Loại xe mà anh ta sử dụng trong lần này là loại xe Civic với 1800 mã lực. Anh ta tuyên bố rất tự tin đoạt giải lần này. À, xin lỗi quý vị, trận đua đã bắt đầu. Một trận đua 10 vòng, Trần Diệu Khánh đã phóng ra trong giây phút đầu. Và bây giờ chúng ta hãy coi anh ta có thể dẫn đầu trước khi tới cua bộ kinh hay không này. Cua bộ kinh là một cái cua nhiều người tranh giành nhất, và anh ta là người đầu tiên lọt vào trong cua bộ kinh. Sang số 2 rồi, lên số 3, phóng thẳng lên. Phùng Sơn muốn qua ảnh thì là không phải là một chuyện dễ. Liếc một cái coi các xe chạy sau khoảng bao nhiêu. Đã chạy theo là Trần Kim Tường, cách xe khoảng 2 chiếc xe. Đoạn đường tung sơn tốc độ lên tới cả 100 cây số. Và bây giờ Trần Diệu Khánh vẫn dẫn đầu. Chiếc xe chạy theo vẫn là Trần Kim Tường. Qua khỏi đoạn đường tung sơn là một đoạn đường thẳng. Đường thẳng là một đoạn đường thi đua mã lực. Sang số 5 đạp hết ga, đột nhiên có một chiếc xe qua mặt. Đúng là chiếc xe của Trần Kim Tường. Cua bộ kinh là cơ hội rồi. Hai chiếc xe ngang hàng nhau, đây là một địa điểm phải nhờ kỹ thuật và gan dạ của đôi bên. Đúng là kỳ phùng địch thủ. Trần Kim Tường muốn vượt qua phải chờ thêm một cơ hội nữa. Và bây giờ Trần Diệu Khánh đã lên tới đoạn đường Tùng Lâm, đã thấy yên rồi, bởi vì anh ta đã biết sức mình, chỉ chờ đoạn đường thẳng bị loại xe có mã lực hơn mình vượt qua thôi. Năm 93 có một thành tích rất khá, đã đoạt hai lần hạng nhất, và lần này thi đua ở Macau đã gặp tai nạn, chỉ bị hư hỏng chút đỉnh thôi, cho nên không có ảnh hưởng tới khả năng của chiếc xe. Rốt cuộc Trần Diệu Khánh đã tội nghĩa, đoạt giải nhất tại Macau. Nè, mình cạn ly Vinh Khánh đi nha. Ơi đúng, cảm ơn ông lo đại thời chiếc xe cho tôi. Khách sáo làm gì cũng phải nhờ kỹ thuật của anh mà. Cảm ơn. Đại ca, ăn cũng ngon chứ. Ừ. Alo, tao đây. Ông lo, uống thêm đi. Cảm ơn.
Thằng Thông là con mẹ gì đây, giờ này cũng chưa tới, không biết đi đâu nữa. Chắc là lo phỉnh gái chứ gì. Chú Chính xin lỗi nha. Nè anh Khánh à, đoạn giải rồi ngươi cảm nghĩ gì? Hôm qua lúc tôi thử xe bị đụng vô lề y như là chết vậy. Hey, thôi đừng nói mấy chuyện này, bây giờ còn sống nhăn răng kìa hả? Tôi giải quyết xong rồi, vậy đi. Quay xong đây, mọi chuyện nó không xui, ta đi là lo tạm lắm. Mày muốn liên lạc Càng Liên. Ủa, nè. Nè, hả? Từ nay mày nắm cán nha, phải coi chừng đàn em. Tao đi Canada, không có chuyện gì nhất định có gọi tao, biết chưa? Ê, mày có giỡn nha, đặt đến đây đó. Ê, tặng cho em cái này nè. Cái gì đó? Đáng lẽ tính qua Canada rồi mới đưa cho em, nhưng mà không kịp, mở ra coi coi. Lấy em đi. Em đã nói là cho anh cơ hội, anh sẽ chăm sóc đàng hoàng cho em. Hứa với anh đi. No problem. Khánh à, chúc mừng nha. Nếu như má biết được hả, dám chắc bà sẽ mừng hơn và đoạt giải khỉ khô gì đó. Chúc mừng chị Miêu nha. Anh Hồng à, hãy khoan cho má biết đã. Mất công bà mất ngủ cả đêm. Ok, cứ để cho họ dòng công với má đi. Mười, mười lăm. Ê, đủ như mày. Anh Hồng à, em thấy hơi đau bụng, hay là mình về phòng trước đi. Hồng à, về nghỉ sớm đi, bà xã không có được khỏe, phải để ý đó nha. Sáng mai nhớ gọi điện thoại cho tao đi uống trà nha. Mà thằng Cát, Cát, coi chừng tay Cát đó. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye. Thua rồi phải uống càng ly này nha. Bộ chị tưởng chừng chắc sao? Nè, mau lên hả? Được, 10. Mở hết. 5. 15. 10. 5. Mười, mười lăm, mười lăm đi. Thua hết. Uống đi. Này, tôi thắng rồi. Đủ. Uống đi. Anh Khánh à, sao rồi hả? Em mệt quá à. Hay là mình về phòng nghỉ ngơi đi nha. Đúng rồi, anh đã lái xe cả ngày rồi. Chờ giờ công mình uống tiếp nha. Nè, ngồi dậy đi anh. Anh Cát à, cứ mà tính tiền đi. Cẩn thận nha, coi chừng bị té đó. Nha. Ấy. Cẩn thận nha. Nhờ, sao tối hôm nay em đột nhiên cảm thấy lạnh quá à? Em chở đây anh đi lấy xe nha hả? Nhờ. Anh sẽ về liền. Mau lên nhờ. Thank you.
lên xe đi. Anh hai, họ còn chưa ra tới. Anh Khánh!